Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ỷ Thiên TV trong phần chơi Darksiders World Master. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng số lượng sâu mình có. Lên con. Nó đã xuất hiện. Ta mua cái gì đây? Slot bonus. Nghĩa là sao phải gắn vô cái vũ khí? Gắn vô vũ khí hả? Vậy chúng ta có nên mua cây sai không? Mua cây sai để gắn cái vũ khí kế bên. Hoặc là chúng ta có thể nâng cấp cái này. Bởi vì trong cái kiếm mình đang có cái sát thương. Mình không muốn bỏ sát thương ra. Chúng ta gây nhiều sát thương ra vẫn tốt hơn chứ. Suy nghĩ nào. Hoặc là ta có thể mua được một cái cây shuriken mới. Nó sẽ chạc attack nè. Nghĩa là cái ta gồng nó lên á, nó sẽ dăng những cái rap sâu ra. Hiếm khi nào mình sử dụng cái món đó lắm. Một là mua cái này, rồi để tiền mua thêm cây sai để chúng ta nhận được hai cái búp. Nhận được cái búp thôi chứ không phải hai cái. Hoặc là chúng ta nâng cái play geyser. Chiêu thì cũng ít xài. Rốt cuộc ta vẫn chưa có thể nào tính được. Mình vẫn có thể nâng cấp những cái kỹ năng khác. Nhưng mà để suy nghĩ đi. Để lại đó. Và 1, 2, 3. Tới lúc nào mà chúng ta đánh không nổi nữa thì chúng ta hãy nâng chiêu. Bởi vì quái vẫn còn bình thường. Có chơi bơm đúng không? Ủa chưa nổ. Khoan. Chế bơm này không phải là theo cách thông thường. Ẩu quá. Qua đây. Con đường. Đây là xuống hầm. Vẫn cố gắng nhìn. Hy vọng đừng bỏ sót những cái chest hay là những cái artifact. Chỗ này nghi ngờ. Nó có cái gì đó. Cái ở trên kia chúng ta có thể kích hoạt được không ta? Mình không biết cái đó là cái gì. Bởi vì mình có để ý là trên cái con đường đi có một cái con đường đi. Nó có một cái chest nữa. Nhưng mà không biết làm sao để vô hết. Có thể sau này chúng ta sẽ biết cách sử dụng cái cục tròn tròn ở đó. Đóng cửa thả chó hả? Thả bé bự ra. Ê! Đỡ không kịp. Kết liễu thằng này trước đi. Nó chuẩn bị bắn á. Chơi rồi chơi ôm bụng. Rồi chuẩn bị nổ kìa. Nổ. Ấy, bấm E rồi mà. Tại sao lại như vậy? Thật là kỳ cục. Bấm lộn khó chịu nha. Đó mà dòm dòm. Khi chúng ta đỡ được á, là nó sẽ tạo ra một cái combo rất là đẹp. Nhìn nó cũng rất là bắt mắt. Đánh mà đỡ hết là ghê lắm á. Phong ấn đã được giải tỏa. Đi qua. Ở trên đó là cái gì? Cái trần. Ở dưới là cây quạt. Có gì dưới không? Qua đây á hả? Khoan. Mình muốn dòm thử bên kia coi còn gì nữa không. Cái cánh quạt bên kia không thấy có gì hết.
nghĩa là chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Kia chết. Có gì ở đây không? Gạt cái này thử. Cái quạt đã hoạt động. Bình tĩnh. Chúng ta cần đi qua bên kia. Nghĩa là chờ cái quạt nó đưa mình qua thôi. Vẫn đứng ở đây. Cái quạt nó sẽ đưa mình qua bên đó. Tới rồi đó. Kết liễu nè cưng. Đoàn kết liễu. Kết liễu thằng này, kết liễu thằng kia luôn. Ta đánh vẫn còn rất là mạnh, nên chưa cần phải nâng chiêu. Xuất hiện đi, trốn trốn làm chi. Vừa rớt xuống. Bé mập. Lui ra. Con này bây giờ là băng. Có cái chest linh hồn. Mở bản đồ lên coi phát. Chúng ta sắp tới được cái mục tiêu rồi. Crown Pass. Nơi này chắc là nước. Bên đó có bé mập kìa. Bé bự, bé bự. Có mấy con quạ đó, nếu bạn nào cần máu thì có thể hạ gục tụi nó. Nó rớt máu á. Hột nhé cưng. Ta hạ hai thằng nhỏ trước đi. Khi mình đã chú ý thì chúng ta đánh ít mất máu lắm, thấy không? Ủa, có treo cái dấu con Von Dream kìa. Làm sao để vô trọng? Câu hỏi là làm sao để vô trong đó? Ta đi vòng lên hả? Đi qua. Bên này có gì không? Nghi ngờ có cái gì đó ở bên dưới. Có một con cá dữ. Cá dữ. Tới nữa, tới nữa. Giống lương điện. Ghê thiệt. Nó là một loài cá dữ. Mình đang đi tìm coi thử ở trong này có đồ gì hay không. Ây dạ, giấu kỹ quá. Chúng ta sẽ lấy được cái gì đây? Soldier. Soldier cũng ngon rồi. Ra bên ngoài. Bên này, bên này. Ủa, đây là chỗ mình vừa ra.
hay là bên đây? Nhà nhà này nó giống nhau không à? Kỳ vậy? Vô đây mà cạp mấy đứa. Vô đây kiếm cháu. Chặt cho gãy răng chứ đó mà hả cạp. Mình nghĩ nó vẫn còn cái gì đó ở đây nữa, nên chúng ta sẽ đi một vòng coi có cái chỗ để kích hoạt, có nên qua kích hoạt luôn hay không. Người ta nói đang sẵn cái dưới này làm luôn. Rồi đó, sẵn ở dưới này làm luôn. Mặc dù chưa biết nó có tác dụng gì. Không có gì ở đây. Nhà đó vô rồi. Qua bên đây. Dòm bên này. Cá dữ. Nó cạp bên kia. Ấy da. Có cái con nó cạp chúng. Ta đang ở đầu. Con này lại thêm một cái nữa. Hay quá. Để kiểm tra thử coi. Nó liên tục như thế này là chúng ta đã tìm được đúng thứ tự. Còn nó không liên tục, nghĩa là chúng ta không có tìm hết. Chơi này thì bạn có thể tìm hết cũng được, mà không tìm cũng được. Nhưng mà muốn mạnh thì nên tìm hết. Mình nghĩ dưới đây có cái gì đó nữa. Wow. Wow. Ở trên đó sẽ có gì chờ chúng ta đây? Một bầy quỷ. À, có con gì nữa kìa. Có cái con quái mới. Tụi này là quái mới. Nó áo giáp khác với những con chúng ta đã từng gặp. Con rắn hả? Ê ê, cẩn thận. Ta nên né. Tốt rồi. Cái hộp này dự đoán là áo giáp. Chính xác. Ta đã có được 3 mảnh. Control, control, control. 3 mảnh áo giáp. Nhìn, 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 nhìn. Thấy chưa? Ghê thiệt, dấu kinh thiệt. Chúng ta lại có thêm sâu, 6.000 sâu. Vậy là nên mua không? Mình nghĩ nên mua cái lưỡi hái chỉ để lấy cái bát xê để ta hồi lại cái nộ thôi. Sang quá ha, 5.000 chỉ để hồi nộ thôi đó. Phía trên đó, đằng sau đó. Nhìn vậy là không vô được đâu. Xuống dưới. Đi ra nào. Phóng. Bơi lên phóng. Giờ cần lên chỗ Von Rim. Bên kia còn nữa, nhưng mà bên này mình đi chưa hết nên mình muốn quay lại. Nó có gì bên đó? Chúng ta xuống đây hơi sớm. Trong đó có gì kìa? À, sâu tiếp. Nhà bên kia. Không lên được. Xuống dưới này là nước. Còn lên trên. Vẫn chưa thấy có gì lạ. Bên này có gì không ta? Bên này như chúng ta đi rồi đúng không? À, ở đây đi rồi. Tìm kiếm lục lọi.
để cố gắng có được nhiều đồ nhất có thể. Nhiều khi chơi mà chúng ta bỏ sót cái gì đó, nó thật sự cảm thấy khó chịu lắm. Mình thấy cái đường lên ống cống đó rồi, nhưng mà mình chưa đi, mình muốn qua mấy chỗ khác trước. Có mấy con quái kìa. Đáng lẽ chúng ta nên lên chỗ con Gold Dream trước. Nói hoài luôn á mà chưa đi nữa, thiệt. Nãy thằng này nó chặt mình. Đâm con đó một phát, khỏi cần đâm, kết liễu. Ở đây chỉ có vậy thôi hả? Phải không? Trong cái góc này chỉ có như vậy thôi sao? Nếu chúng ta đi phía trên thì chắc là có đường ở trên nữa. Còn nếu chúng ta rớt xuống dưới thì không có. Nói chuyện như đúng rồi vậy đó. Mà chính xác là như vậy mà. Bà bảnh coi. Ồ oh. Có mấy thằng quái nó đang đi tuần hành, tuần tra trển chứ không phải tuần hành. Bên kia có gì không? Ở đây chúng ta thổi cái tù và một phát là mở được cửa thôi. Mà mình muốn đi kiểm tra xung quanh. Cần phải mở Von Rim đã. Giờ đi coi chơi trước đi ha. Lên trên. Khu này quá rộng lớn. Có quá nhiều thứ để coi. Quá nhiều thứ để tìm hiểu. Rồi có cái mặt nữa kìa. Con quạ. Đâu rồi con quạ? Đó, khi chúng ta giết con quạ cái chúng ta có được máu, thấy không? Đó, đứng dậy một cái là chết rồi. Ta có khả năng biến chao rồi đó. Có một cái gì bên kia kìa. Có cái dấu đó. Và có cây lửa ở phía trên. Câu hỏi là làm sao lên trển. Nó có cái gì đó đó đó. Hồi nãy mình đi xuống hướng này đúng không? Giờ chúng ta vô trong chỗ Von Dream trước đã. Mình cũng thấy có một cái cục giống như vậy ở cái chỗ mà chúng ta chơi cái gì đó, chơi bắn con Riffin á. Rồi giờ chúng ta sẽ trade 2 cái artifact đi là được 7.000 luôn. Quá đã. Mua cây này. Mua cây đó. Hơi đầu tư kiểu đó thì không hay cho lắm. Nếu đầu tư. Giờ sell trước đi ha. Cái quan trọng là chúng ta sell trước. Ví dụ như thấy nó dở quá thì chúng ta có thể làm lại. Ok. Tức là mình mua cái này trước. Sau đó mình mua cây lưỡi hái 1.000. Và sau đó chúng ta mua thêm cái này 500 hả? Chơi luôn. Kiếm. Chiêu gì đây? Power Strike. Saw Uppercut. Nâng cái này luôn. Mình hay sử dụng cái Uppercut là đánh bay lên đó. Chúng ta cứ thử trước đi. Rồi nếu cảm thấy không hợp. Em này. Chúng ta qua coi. Qua tiếp. Tốt. Đó, 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 trap đang hồi. Tuyệt vời. Như vậy nó sẽ tuyệt vời quá luôn đó. Thật là kinh khủng. Bên kia nó có cái gì thì chúng ta không có qua được. Vậy sao chúng ta qua ta? Nó có một cái chỗ giống như chúng ta cần phải bắn cái móc hay sao đó. Giờ với tình trạng hiện tại thì chưa thể nào đi được. Bên kia chúng ta có gì nữa không? Không có. Mình đã đi khám phá hết rồi.
Vậy là chúng ta đã sẵn sàng để đi tiếp. Mình vô lót lại sale một cái, bởi vì mình nghĩ chúng ta nên chỉnh lại. Ta vẫn lấy cái band. Ok. Và ta vẫn mua cây size. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải lùi lại. Mình coi chiêu một cái. Không nên nâng cái đó làm gì. Super cut. Có chiêu gì không? Devil cross đỡ nè. Harpoon tắc cổ. Sao không có chiêu gì chúng ta sử dụng nhiều hả ta? Lipson spay. Cái này sử dụng nhiều. Nâng. Vậy nó sẽ hay hơn là cái cách hồi nãy. Giờ chúng ta sẽ qua bên đây. Qua bên đây. Và bỏ vào bên này. Nó cũng y như nãy thôi. Nhảy xuống đây luôn. Bơi. Bơi qua bển. Bơi xuống, bơi xuống. Mình phát hiện là chúng ta còn một chỗ chưa đi. Ở đây dẫn đi đâu? Kiểm tra xem. Nó đi một vòng. Đúng rồi, không có gì đẳng nữa hết á. Lên trên này. Và gặp. Không được. Như vậy ta sẽ quay lại nơi đó trong một thời điểm khác. Còn bây giờ còn một cái đường ống nữa mình cần phải đi coi. Chúng ta đi luôn. Lặn xuống cưng ơi. Bơi qua. Bơi qua. Bơi qua. Bơi tiếp. Bơi qua bển. Cái đường ống nó nằm ở hướng này. Mấy cái nhà này chúng ta khám phá hết rồi đúng không? Suy nghĩ. Suy nghĩ. Hết rồi thì cũng phải lao vô trong này một phát. Bơi qua cho nó có màu. Ta bơi về phía này đi. Giờ Rap nó đang hồi lại. Khỏe ghê luôn. Lát nữa đánh tha hồ chơi chiêu. Nó hồi không nhanh nhưng mà vẫn có. Có còn hơn không là như vậy đó. Vô trọng. Mấy em đứng đó. Kết liễu. Kết liễu. Kết liễu. Toàn kết liễu. Toàn kết liễu không. Có cái cục dĩ chển nha. Cái đường ống nó lòi ra thôi. Nghĩa là chạy chển sao mà té xuống đây cũng hay á. Vậy là bên này lại cũng không có gì. Chúng ta sẽ cần phải chỉnh lại ship 1, 2, 3. Thì số 2. Để ta qua bển thổi cái thù và thức tỉnh cái con golem ở bên trong. Chạy lên. Vậy là phải đi mấy cái rim đó nữa hả? Ôi những cái thử thách. Ta làm sao lên trển? Nó có một cái phía trên đó. Hồi nãy mình chưa có lên được đó luôn á. Ủa vậy là nó ở dưới hả? Nó ở dưới. Không phải nó ở trên mà nó ở dưới. Nè, chính xác. Nó ở dưới. Coi thử thách gì đây. Bước tới. T
thử thách này là phải phản đòn. Ok. Chỉ có phản đòn và hạ gục. Ấy, trễ. Nữa. Đó. Chưa tính được một con đâu, chúng ta phải phản đòn mới được. Mà nó đánh một con. Nó vậy á. Chúng ta phải phản đòn, nghĩa là phải thật chính xác. Đó, thấy chưa, mình bấm trễ hơn chút. Đây là đỡ chứ không phải phản đòn. Ngay cái thời điểm nó đánh chúng ta phải bấm liền. Ôi, gì vậy? Này đỡ rồi. Ao, ao. Mày dở quá. Dở, dở kinh khủng luôn. Rồi sao? Đó, đỡ được một cái. Đánh. Ok. Khó khăn, khó khăn. Cho chúng ta 5 phút là như vậy đó. Mình mất máu nhiều quá. Ba em rồi. Này là đỡ. Ấy, phải quay mặt lại nữa hả? Kỳ vậy ta. Dở vậy. Chưa được. Đó, chính xác, chính xác. Ấy, kỳ vậy. Buồn quá. Này. À, chỉ có đỡ thôi, không có phản đòn lại. Phải giữ thì mới phản đòn. Nhiều đó thôi đó. Một cái đã xong. Chỉ có nhiều đó thôi đó. Nếu bạn nào còn đang tự hỏi là tại sao cái con ma này nè nó còn sống á, là tại vì chúng ta chỉ kiểu như đập cho nó ói, cái không phải, chúng ta đập tới vậy nè cái nó sợ, cái nó không có kìm hãm cái sức mạnh nữa, chứ chúng ta không có tiêu diệt cái con ma đó nên nó vẫn còn sống. Và con ma này có tác dụng là chỉ đường khi chúng ta cần bí hay là gì đó đó, ta không biết đường á, ta bấm cái ta nó sẽ chỉ đường, nên không có giết nó được đâu. Giờ lên đây đúng không? Hy vọng là không phải đỡ đòn nữa. Bữa nay sao chứ mấy khi đỡ cũng tốt lắm á, không hiểu nổi. Tiến vào. Chúng ta sử dụng cái gì? Chaos Form. Trong dòng thời gian cho phép. Hạ gục 30 kẻ địch. Ok. Chaos Form mạnh mà. Đâu cần lo đâu. Phải đánh sao? Nghĩa là phải tích cái Chaos Form nữa hả? Rồi, như vậy là vừa đánh vừa tích Chaos Form. Biến, vừa đủ là biến.
được 12 con trong vòng Chaos Form rồi. Hay quá, nó xuất hiện ngay đây hết trơn. Ta mau chặt. Kết liễu. Chúng ta đánh cũng lên Chaos Form, lên cái nộ á. Chơi cái này có lên không? Chơi cái đó thì có vẻ như không lên. Giờ mấy con này nó bận áo giáp cứng hơn chút. Ấy gì vậy? Mình nhớ là mình bấm đòn kết liễu cho con kia rồi mà. Rồi đòn kết liễu nè. Ấy quên quên. Chúng ta đầy cái cây đó nhanh quá mà mình không có kịp. Cố gắng lên nào, chúng ta được 14 con rồi. Mấy cái thằng nhỏ nhỏ này nè dễ ăn hơn á. Mấy cái con rắn thì khó, chứ mấy thằng nhỏ là dễ. Tung đòn kết liễu cũng có. Ghê quá. Đang tập trung. Ba em nữa. Mất Chaos Form. Ow. Xong. Hay quá. Chúng ta được 2000 mấy. Một cái nữa. Qua đập con mắt. Cẩn thận đừng có bước vô chổng. Bước vô chổng là mất trắng luôn á. Chưa có lấy hồi máu, chưa lấy hồi nộ được. Qua đây. Nhập vô tay. Đi về. Còn hai chỗ ở bên kia, ở trên hả? Chúng ta phải đi theo con đường này rồi. Bơi qua. Lên đây. Chạy lên cưng ơi. Lúc nào cũng phải chạy bộ hết trơn hết á. Nó có cái save lại rồi kìa. Cũng đỡ. Còn hai chỗ. Hy vọng trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đi kịp hai chỗ còn lại đó. Qua luôn nào. Không có bất kỳ sự kháng cự nào ở đây hết á. Tiếp. Khu này chỉ là cái nơi chuyển tiếp thôi. Chắc là chưa phải tới chỗ trùm đâu. Ở cái nơi chuyển tiếp nó cũng bự thấy ghê luôn á. Một chỗ ở đây. Một chỗ đâu nữa. Vậy ta đi chỗ đây trước đi. Hãy xem thử thách gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Bước lên nào. Đầu tiên là đóng cửa. Bước thứ hai là thả chó. Và bước thứ ba là thông báo luật lệ ở nơi đây. Trò gì đây? Defender. Chúng ta phải giữ lại một cái con đó hả? Ít nhất một con. Bảo vệ. Nghĩa là mình chỉ bảo vệ thôi. Ồ.
nó đánh nó tản lạc quá. Rồi sao đây ta, nó tản nhau ra quá. Ba thằng kia chung một chỗ, giờ để kết liễu mấy này cho nhanh. Ở bên kia có vẻ như đang ổn hơn bên đây. Tụi nó tập trung lại mình mới dễ thở, chứ mà tụi nó tản ra chúng ta rất là cực luôn á. Kết liễu. Đỡ. Dở quá, pha đó thấy mà đỡ không kịp. Ao 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 ao. Ủa không trúng não vậy? Nhanh chóng trong lúc chaos form hạ thằng mập. Rồi mất chaos form. Ta còn 3 phút nữa. Đây là một cái thử thách kiểu như là cho bạn sẽ có khả năng để luyện tập combat á. Giới thiệu những cái cách để đánh ở trong game á. Nó cũng hay. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cần phải thủ tới 5 phút nó hơi phê. Mình chỉ đánh những cái chiêu này thôi ha. Dòm dòm dòm. Chọt cái thằng nào đó. Chọt thằng ngay kia luôn. Vừa định bấm cái chiêu tuyệt kỹ á mà định nó anti mới ghê. Ai dè. Kết liễu. Ngoài kia. Tập trung vào đây dễ phòng thủ hơn. Mấy con xương đó là chúng ta cần phải bảo vệ đó. Thông thường là xương chúng ta sẽ cần phải hạ gục đúng không? Nhưng mà lần này là bảo vệ. Mình đã thấy con rồng, con bụng bự rồi. Đây là bụng bự, còn kia là bé bự. Né ra cưng ơi. Chúng ta mất một con rồi kìa. Phải bảo vệ. Có con bụng bự mới. Rồi biến lại. Bốn mấy giây nữa. Mất một con. Cái điểm xu chúng ta sẽ có được nhờ vào những cái con xương còn sống sót. Hai mươi giây. Kết liễu. 19 giây kết liễu. Bình tĩnh nào. Tung đòn kết liễu cho thằng này luôn. Bên kia nữa. Ta lại đâm thằng đó một cái nè nha. Để mình đâm nó một cái. Rồi bên đám này. À, hết. Và còn lại 5 con. Có được thêm một đống sâu. Đã đời.
Can we do it again? Thật là đã tài, con nó nói rồi, mang tính chất giải trí cao quá. Nó muốn làm lại lần nữa. Ta còn một chỗ nữa, đi luôn nào. Giờ ở đây nhảy xuống rồi, không có lên lại được nữa hả? Ôi sao cực quá vậy? Thiệt luôn á. Cứ phải bơi lên không à. Bơi tuốt ra ngoài kia luôn. Ta phải bơi ra ngoài đây nè, xong đi lên lại. Căng thẳng. Ở chỗ này thì không có đường nào lên nữa. Con người đá đó. Lên đây, còn một cái. Ở trên đó hả? Chúng ta chạy qua bển thử coi. Nhờ vào cái cây lưỡi hái, ta chưa có sử dụng luôn á. Cây lưỡi hái này chưa có cấp độ. Mình muốn tập trung vào cây kiếm. Cây lưỡi hái chỉ để lấy những cái bát xê của nó thôi. Nó không có quan trọng cho lắm. Ta có được 4.000 sâu. Chắc là đủ 5.000 thì mình sẽ nâng cấp cái chiêu đâm kiếm đó lên. Và nếu chúng ta kiếm được thêm 2.500 nữa thì tốt. 2.500 thì mình sẽ có thể mua thêm được chiêu mới. Mua cho có chiêu thôi, chứ nó không có xài nhiều đâu. Đâu cần áo giáp chi. Rồi sao lên trển? Mở bản đồ lên coi. Nhảy xuống. Anh rảnh quá. Anh lên xong rồi anh đi xuống. Ở bên nào ta? Bên này đúng không? Chính xác. Anh rảnh quá à. Thế nào các bạn nói anh rảnh quá à. Anh lên xong anh đi xuống. Mà không phải anh rảnh đâu, tại vì anh bị lộn đường á. À vô. Hãy xem lần này là cái gì. Chỉ còn chỗ này thôi. Đóng cửa lẹ đi. Còn cười nữa. World of Pain. Sử dụng Environmental Weapon Attack. Ok. Vậy là chúng ta phải chơi chọi xe. Mấy con này mà chọi xe mới ghê á. Nó đánh nhanh lắm á. Mà chọi xe ăn đạn đã luôn nè. Một chiếc. Đấu xi nhê gì tụi nó đâu thấy không. Chưa chết một con nữa à. Mình chạy một lượt hai con, khoảng 3-4 chiếc gì nó mới chết được con. Một em nữa đã lên đường. Xe đâu? Kiếm xe. Người ta lượm xe lên chọi. Ê, chọi hụt rồi. Xe rất là hiếm nha, có con dơi nữa kìa. Cho 5 phút hả? Phải 5 phút không? Rồi để con dơi, né con dơi ra một cái. Chà, có thằng hôi nách nữa. Chơi khó nhau vậy. Vậy có thằng hôi nách nữa. Rồi ta chọi. Nếu muốn thì mình có thể đánh tụi nó trước, để cho tụi nó yếu hơn. Rồi ta chọi phát cho nó chết. Ví dụ như con này nè. Chọi là chết, thấy không. Nhưng mà cái kiểu đó thì nó hơi căng một chút xíu. Mà hơi chơi chọi đi cho nó vui. 12. Thằng bự nữa kìa. 3 con nữa. Biết đủ thời gian không nữa đây.
hai con nữa. Mấy cái con xương nhỏ nhỏ là thứ chúng ta sẽ ưu tiên, bởi vì trời tôi nói dễ chết hơn là con kia. Bự trời lâu quá. 14 rồi, cố gắng lên. Có hai chiếc xe ngay đây luôn. Và xong nè. 15. Xong. Hoàn thành không nhanh lắm. Được có 5.000 à. Vừa đủ để nâng cấp kêu. Rage, restore some up rap. Now that was entertaining. Can we do it again? Chúng ta có một cái đó. All right. Đây, consumable. Đây là empty vessel, nó không có gì trọng. Ta đâu có sử dụng rap đâu. Thử thách này đâu có cần. Có hồi máu thôi. Giờ mình sẽ qua chỗ con golem. Bơi xuống. Tất nhiên là phải đi ra khỏi đây rồi, ai muốn ở lại đâu. Ta bơi nào, động đất hả? Động đất kìa. Động đất ghê thiệt. Giờ có lẽ là mình sẽ đi lại gặp con golem. Rồi chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nha. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã đi được qua 4 cái thử thách mà con golem ở đây nó đặt ra. Lên đây và thở tù và. Mình vừa được thêm một mảnh của Abyssal Armor. Đã 4 mảnh rồi. Đâu rồi 4 mảnh. Còn 6 mảnh nữa chúng ta sẽ có được bộ áo giáp. Và có lẽ trước khi kết thúc, ta sẽ đi qua bên chỗ gặp cái con Von Dream luôn đi. Gì đó? Sao em này có mặt đây nữa? Chắc là nó sẽ xuất hiện thêm mấy thằng bên kia nữa đó. Dám lắm. Chính xác luôn. Đang đi bộ trển kìa. Lướt qua được không? Có thấy rồi. Sao lướt qua được? Cái này nó rảnh rang lắm. Chặt nó một cái. Đâm nó một cái. Quạt nó một cái. Vậy cho nó gọn. Qua bển nào. Mình muốn mua cái nâng cấp của cái chiêu đâm kiếm. Chiêu này nè. À. Nhờ có lượng rap hồi nên chúng ta có thể xài thoải mái. Qua bển, nhanh lên. Hãy nhanh chóng chạy qua bển đi nào. Cái cục băng đó vẫn chưa đập được. Và Von Dream. Nói chuyện. 5.000 the Shredder nè. Cái này 10.000 rap core luôn, ghê thiệt. À đây là chiêu của cây lưỡi hái. Không cần quan tâm đâu. Nâng cấp. Cấp độ 3. Vậy max cấp độ là bao nhiêu thì chúng ta sẽ từ từ rồi tìm hiểu tiếp. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.